Quán Thế Âm Bồ Tát Phổ Môn Phẩm, Tầm Thinh Cứu Khổ Thoát Phong Nạn. Nếu có nhiều người đi thuyền vào biển, tìm kiếm kim ngân châu báu, chẳng may gặp phải cuồng phong, thuyền bị gió thổi đến nước quỷ la sát. Trong đó chỉ có một người xưng niệm danh hiệu của Ngài Quán Thế Âm Bồ Tát, những người gặp nạn đều có thể giải thoát ra khỏi nước quỷ la sát. Đây là chỗ nào vậy? Thả neo. Chúng ta chết mất. Chết trời rồi, ơi, chết rồi. Chúng ta chết mất. Trời ơi, chúng ta tiêu rồi. Nam mô Quán Thế Âm Bồ Tát. 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 Đây là Nam mô Quán Thế Âm Bồ Tát. 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 Đó là Quán Thế Âm Bồ Tát đó. Wow, đẹp quá. Đẹp quá. Thật là đẹp. Nam mô Quán Thế Âm Bồ Tát.
Phật. Nam mô A Di Đà 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 Phật.